dai với lại ngọt ngào với con gái tôi chút xíu. Trời giờ cao đánh khẽ thôi. Anh chị ơi, chứ để tôi đau lòng lắm phải không anh? Đừng lo, đừng lo, yên tâm đi. Em nói thiệt á, hỏi chồng em nè, em hiền lắm. Em nói thiệt á, con kiến mà nó cắn em phủ xuống chứ em không dám đánh hay dám. Trời ơi, vợ chồng tôi mà ở nhà hả, tới bây giờ mấy chục năm trời nha, không bao giờ đánh ghen. Ghen có ghen chứ không gì đánh ghen. Dạ. Chẳng giấu gì anh chị, hùng con tôi á thì nó cũng làm giám đốc trên thành phố đây. Đó thì cứ hàng tuần hàng tháng nó cũng gửi tiền về điều điều cho vợ chồng tôi. Nó lo, nó thương vợ chồng tôi lắm. Mà nó thương cha thương mẹ thì phải thương vợ thương con chứ. Nói không phải nổ chứ gửi tiền về hoài à. Với mình tháng rồi đó thì thằng Hùng con trai mình gửi về bao nhiêu tiền với mình? Thì mới gửi về đây 10 triệu. Dạ 10 triệu chứ mấy tháng trước là mấy chục triệu không à. Em không, nó bữa tôi nói tôi nó làm giám đốc gì ở Sài Gòn. Dạ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn. Hữu hạn. Mà điều nó thiệt nha. Giám đốc mà sản tháng mấy chục triệu rồi nó có ra hồn gì đâu. Tôi nghe tivi mà tôi coi tivi đó, người ta nói có cái ông giám đốc gì đó mà xài tư cả tỷ đồng một tháng đó ông ơi. Thôi, chị ơi, mấy ông giám đốc mà xài cả tỷ đồng rồi cái mất công tụi mình già mà đi thăm nuôi nó tội nghiệp lắm. Không không mà nè, cái vấn đề này mình phải đợi thằng Hùng về mình hỏi cho ra lẽ. Nếu mà làm giám đốc một tháng mấy tỷ đồng thì tại sao gửi về cho vợ chồng mình tháng có mấy chục triệu vậy? Phải hỏi cho ra lẽ mình. Thôi, hiểu không? Để con dạ, để tôi sau này tôi về tôi hay hỏi cho ra lẽ. Anh chị có một cái điều này nha, tôi nói với anh chị nha. Dạ. Để anh chị thông cảm giùm cho vợ chồng. Dạ được, được anh. Dạ được, 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 được. Con trai thì không có, chỉ có đứa con gái duy nhất thành ra coi như con trai rồi. Dạ. Nha. Dạ. Thành ra đó là xin phép anh chị cho tôi xin bắt rễ đi nha. Tôi coi nó như con trai của tôi vậy. Ông hợp ý tôi đó. À, đúng không? Anh chị rồi bắt rễ. Dạ. Rồi bây giờ nhà tôi cũng có một đứa con trai. Rồi giao cho anh chị rồi hai vợ chồng tôi một coi con sao? Dạ chắc cũng khó à. Thôi bây giờ nếu mà anh chị mà nghĩ vậy đó thì theo tôi ý kiến của tôi như vậy là thôi bây giờ cho hai đứa nhỏ ở bên anh chị một tuần. Dạ. Cái này về mình ở một tuần. À. Vậy được không ông? Cũng được, cũng được. Cũng được. Ở bên này, ở bên kia. Dạ. Không không, phải chi mà tụi nó ăn ở không đó. Cha mẹ mà nuôi con cái đó thì nó có thể là tuần nó về bên này, tuần nó về bên kia. Bây giờ đứa nào cũng có công ăn việc làm. Nhất là thằng con trai tôi nó làm giám đốc. Nó quản lý biết bao nhiêu người. Mà chẳng lẽ bây giờ cứ xách gói tuần qua bên này, tuần qua bên nọ sao? Nhưng mà công nhân làm đổi cha, thôi thì em thấy gì nè, tụi nó giàu có, mình cho tụi nó ở riêng đi. Ở riêng là sao? Tiện lợi rất là nhiều. Nó muốn làm gì nó làm. Mình nhiều khi mình khỏi chướng tai gai mắt. Với lại nhiều khi tụi nó đánh lộn á, ôi cứ để cho nó đánh lộn. Trời đất con chưa cưới mà nói xui xẻo không chị? Không phải, tính của em là vậy đó, cái nào rõ ràng cái đó. Nhiều khi á, rồi cái tuần lễ này cái thằng con trai em qua nhà anh chị ở, cái vợ chồng của nó gây lộn. Rồi chẳng lẽ anh thấy thằng con của em á gây thằng con đi gây con của anh chị được, cái anh chị để im. Anh chị có phải đau xót cho chị đau không? Dạ đau mà chị có dám nói không? Chị đâu có dám nói đâu, vợ chồng mà. Rồi cái giờ cái tuần này cái hai đứa vợ chồng nó qua nhà em ở. Rồi cái vợ chồng tụi nó gây lộn rồi cái em thấy cái đứa con gái của chị á nhào vô gây lộn thằng con của em. Em đau xót không? Em đau chứ chị. Là bởi vì sao? Con của tôi là con cầu con khẩn mà. Trời mình nhớ không? Mình nhớ không? Lại mấy kiểu mấy chùa mà để ra thằng con đó, có một thằng con à mà nở lòng nằm con vợ về ăn hiếp thằng chồng, nở lòng nằm có mặt ở nhà ba mẹ chồng nó mà dám chửi thằng chồng đó. Tôi nói thiệt cỡ đó nha. Một giây. Đuổi em. Chị. Thí dụ thôi. Dịu xuống dịu xuống dịu. Em hơi quá. Dịu dàng. Cái tánh em nó sôi nổi đó. Anh chị biết không, Tết năm nay á là tôi tặng bà cái đĩa nhạc cái dịu dàng sắc xuân. Bà nghe được cái chữ sắc xuân không mà bà chưa có dịu dàng. Xin lỗi chứ không về có ý định đó. Nhiều khi cái mình nói chuyện đó cái mình nhận tâm cái mình thấy cái gì mình quơ quơ chứ không có ý nghĩa gì hết. Tranh thủ kể chuyện vui cho anh chị. Thôi mà tôi với bà còn trẻ gặp bà giữa đường cái kết bà tôi nói em ơi hay chẳng hay anh có thể lấy em làm vợ được không, cái bà cũng vậy đó. nói là lấy nha, không chứ không có chuyện bỏ nha, lấy về nhà nói cha mẹ dẫn qua lấy tôi liền đi. Trời ơi, nói trời con cầu vậy. Dạ anh chị hiểu tánh em vậy đó. Thôi giờ mình dứt khoát đi, tụi nó giàu mà, cho nó mua nhà, tự nó mua. Đúng nhà nó đi để mình khỏi mệt tâm chứ gì đó. Để tôi nói chị nghe, có vợ chồng nào mà không quýnh lộn nha. Giờ mình xây qua anh chị nè, tập trung vô anh chị nè. Anh chị nói thiệt đi, không bao giờ có coi như gia đình hết mà, xui gia trước sau cũng xui gia mà. Anh chị có bao giờ gây lộn nhau, quýnh lộn nhau? Vợ chồng là có chứ. Tôi thì cũng thỉnh thoảng để mà thay đổi không khí thôi. Giống tôi đó. Chẳng để anh nói tôi cũng nói luôn. Trời đất ơi, hồi mới về làm dâu nhà ổng á nha,
nhiều khi muốn gây lộn với ổng nhưng mà bị cha mẹ chồng ngồi đó cái mình đâu có dám. Trời đất ơi, nhưng mà tức lắm chị. Đúng. Máu trào lên tức đúng lắm, nhưng mà phải dằn. Bởi vậy bây giờ ngại dạ đậu hơi tưng tưng. Đó, như vậy phải cho nó ở riêng. Dạ. Bởi giờ nặng như chị phát huy cái quyền làm con chủ người phụ nữ. Dạ. Đó rồi nó cũng phát huy được cái quyền làm chủ người đàn ông. À. Đó vậy đó cho nó tự lập. Vậy thôi xong, thông qua cái phần thôi, mà anh thông qua vấn đề ở riêng tư đi ha. Dạ, cho đi anh. Bây giờ cái chuyện cái tiết mục tiếp theo đó là đặt bàn tiệc nè. À mời cái khách đó hả? Cái thứ hai nữa là vấn đề lễ vật. À, mấy mâm anh chị bây giờ nó như vậy, khách khứa nhiều cái này đó là tôi đã coi ngày coi giờ rồi. Thầy nói đó là bây giờ đó là trong chỉ có một tháng thôi là mình phải cưới cho thiệt là gấp, còn nếu mà mình không cưới gấp đó là con cháu mình nó sẽ bị tai nạn rồi. Em nói anh chị nghe, mình yêu nhau thì mình cứ lấy nhau, cần gì phải có thầy cái bà em không tin mấy chuyện ở đâu, đây hỏi chồng em coi. Yêu là lấy nhau sống nhau tới bây giờ. Đúng, thì đó, gặp nhau giữa đường hôn lấy ở sống nhau tới giờ. Đúng rồi, không coi thầy thì sao cũng được. Yeah. Nhưng mà đã coi thì phải tin, mà đã tin thì phải theo thầy. Thôi được rồi. Anh chị nói sao thì vợ chồng tôi cũng nghe. Vậy ha. Còn tới tháng nữa mà. Rồi. Coi thầy bà. Giờ giao cho vợ chồng tôi đi coi thầy em. Bây giờ khách khứa. Khách khứa là bên anh chị thì tính sao ha. Còn bây giờ tụi tôi tính trước là bây giờ mà con gì chú bác cậu mợ gì đó. Rồi bà con chồm sớm mình. Thân hữu. Dạ thân hữu là khoảng 1.000 được không ông? Bởi nói anh có 2 qua nó bên đây sao kìa. Không phải. Bỏ cái 200 kia đi. Trời đất ơi, cái bụi kia nó chưa có gia khách, chưa có gì cho mình mời tới nó ăn cho sạch tiệm sao? Bà nói vậy cho tôi cũng chọn mặt, mình gửi thiệp cho bộ kia không? Thôi giờ muốn 1.000 rồi, chẳng đi 1.000. Dạ, 1.000. Thôi chị bao nhiêu? 1.000 khách của chị hả? Dạ, 1.000. Nhưng mà mình nói về cái đá banh mà chẳng hạn như trong khu vực mà Đông Nam Á của mình là cũng một khách này xê rồi đó. Ôi kệ mà, đời con đời cái có một lần mà 1.000 vàng có nhiêu. Con mình làm giám đốc mà. Bên mình bây giờ sao tính sao đây, mà nhớ có bao nhiêu? Thì ngày xưa những người nào mà mình đi bây giờ họ phải trả lại cho mình. Đúng chứ rồi. Tối qua em dòm sổ sách em đếm hết rồi. Mời chừng khoảng ít thôi, 2.000. Như vậy là gấp đôi bên đàn gái rồi đó nghe. Nhiều lắm. Như vậy là tức là mình mời khoảng 3.000 thôi. Dạ, 3.000. Dạ. Nhưng mà bây giờ tới mình mời là anh chị mà đi đặt tiệc đó là mình phải đặt trước cho người ta là 1.000. Thấy không? 1.000 người tức là một không, một phần ba người ta mới chịu. Chị. Là bây giờ mình không em tính là huy động sớm của em gái đồ nấu nước. Dạ để... không chị để em nói trước đi ha. Tức là bây giờ đó mình vô mình đặt nhà hàng người ta đó là mình phải là tiền đúng rồi. Ứng trước. Bây giờ 1.000 người là mình phải ứng trước cho người ta. Mà bây giờ đó làm một tiệc đó, một cái bàn vậy đó, mình tính thôi cho là bổ đồng là 2 triệu thôi. Rồi mà bước trước khi mà anh chị mà đi tới đặt tiệc đó là mình phải đem theo khoảng chừng 200 triệu. Bữa trưa bây giờ mình đãi ở nhà với cái sân vườn nào rộng rộng mình đãi không được hả? Trời đất ơi. Không được đâu chị. Bây giờ mà chị mà mướn mặt bằng mà chị cho thuê đám cưới là không có hay. Đúng, bây giờ là phải vô nhà hàng, đúng. Phải quanh xui. Đây chị xui nói cũng đúng á. Đời người có một lần. Nhưng mà giờ cái tiệc tùng này bộ đàn trai lo hết vậy đó hả? Dạ. Đây có gì đâu, đây không có gì đâu. Nhưng mà cái là mai mốt là cái tiền mà người khách khứa người ta đi đó thì mình tính đó, mình trả lại. Trả luôn cho sợ đáng. Là bây giờ mình phải bỏ ra trước 200 triệu. 200 triệu hả? Dạ 200 triệu. Có gì đâu, mà lo con mình làm giám đốc mình đó, anh xui nó đúng mốt mình nó đi bao thơ cái gom. Thôi chị nhỏ đãi nhà hàng mới xong nè, cái mình lên sân khấu nè. Cô dâu chú rể nọ rồi có người đứng hai bên chào hỏi đàng hoàng. Cái đốt pháo bóng nổ luôn. Dạ thôi được rồi, chuyện nhỏ. Sĩ nữa. Dạ, 200 triệu chuyện nhỏ. Dạ xong xuôi hết chưa? Còn không còn vấn đề thì vợ chồng tôi xin về. Khoan. Còn cái vấn đề sau cùng nữa đó là cái tiền lễ. Dạ. Là tiền đàn trai. Dạ, tiền lễ tức là tiền của bên đàn trai đem qua đưa cho đàn gái. Là cái tiền lễ đó là để mình trà nước rồi để cho khách khứa người ta chào rước dâu đó thì nó khoảng chừng 100 triệu. Trời ơi, ngồi chị nói sao chứ ngồi mà ăn chẳng hạn ăn quýt ăn cam ăn ngồi. Dạ đúng rồi. Uống nước trà 100 triệu. Em xin có ý kiến, hôm bữa là hình như là anh chị nó làm mấy cái chuyện đãi tiệc lễ vật trà nước là mình cùng tính cùng bàn cùng lo mà. Có gì đâu, bên đàn trai cứ tính đi.
chị nghe nói 100 triệu thì nó nhiều, nhưng mà quy ra vàng vậy nó không có bao nhiêu. Chứ lại nó làm giám đốc nữa, nghe không? Chứ tính đi, tin là tôi tin rằng là rốt cuộc là cũng đâu vô đó hết. Rồi làm giám đốc mà đãi 600-700 triệu là cái chuyện bình thường. Dạ, bình thường. Thấy không? Như vậy đó mà nó mở, nó nở được mặt mày của hai bên đàn trai đàn gái luôn. Mình hãnh diện vậy thôi. Được rồi. Bây giờ giao thôi vậy nào ạ? Bây giờ 7 giờ sáng mai tôi sẽ qua rước anh chị đi ăn sáng rồi mình đi ra. Thì xã luôn. Sao sớm vậy? Sao sao tự nhiên cái ngày mai mình phải đặt tiệc liền? Còn một tháng nữa là mà. Không. Ngày mai là cái ngày tốt á. Ngày mai là bởi vì không kịp rồi nha. Tôi nói là nếu mà ngày mai mà không đi đặt nữa không là coi như là để năm sau mới là. Thôi được rồi. Ngày mai thì ngày mai có sao để đâu. Để tôi cố gắng tôi gọi điện thoại cho dạ, dạ, rồi, dạ. Rồi, rồi, rồi. Có cái gì tôi nói cho. Dạ, thì ngày mai. Dạ, thôi bây giờ chắc cũng xong xuôi hết mọi việc à. Dạ. Dạ thì bây giờ xin phép cho vợ chồng tụi tôi về để chuẩn bị ngày mai. Dạ dạ. Dạ rồi rồi. Dạ chào anh vui. Dạ chào anh về. Đỡ. Bà xã tôi có cái tật là mà ngồi lâu quá cái bà tê giò. Dạ. Không có luôn á thôi tôi cảnh bà về. Dạ mình làm quá như vậy lỡ có gì rồi sao không? Có gì là cái gì? Gì là cái gì? Thì bây giờ mình đòi hỏi nó. Cái gì đó mà đòi hỏi? Nó làm giám đốc là như vậy là được rồi. Có gì đâu. Nhưng mà tôi nói ông nghe nè. Mình đòi hỏi như vậy quá rồi lỡ rồi nó, con mình về ở với người ta rồi người ta hành hạ con mình rồi sao? Con nghe mà hành hạ nó. Nó không hành ta thôi chứ ai hành nó. Mà điều tôi nói bà nghe nha, ăn hiếp con Nga là tôi kêu nó ly dị á. Trời đất ơi trời, sao ông anh nói kỳ cục vậy? Sao kỳ cục? Như vậy ông làm vậy rồi lỡ với con gái của mình hết làm sao? Đó là biện pháp cuối cùng, phải không? Nhưng mà bà cứ tin tôi không có vấn đề gì đâu. Không có gì hết phải không? Hả? Ừ. Ôi trời ơi, cái con Nga này. Nó đi không đâu rồi? Không biết nó đi đâu đi nữa chứ. Nó về lắm chứ. Này tôi nói thiệt với bà đó nha. Nó mà về ăn hiếp con Nga đó ha, là tôi kêu nó thưa là ở tù đó, ở tù là sạt nghiệp luôn đó. Nhưng mà thời buổi này đâu có ai ăn hiếp vợ đâu, bà cứ tin tôi đi, không có gì đâu. Nga đâu? Quên, nãy giờ tôi cho nó đi. Nó nói nó đi là để nó chia tay thằng Dũng. Cái thằng gì thiệt mà đeo nhỏ như đĩa đói vậy đó. Thằng Dũng nó nghèo mà cái bài đặt cái trèo cao hoài thì ghét dễ sợ luôn cái à. Thằng này nó có cái máu khùng đó nghe, nghe. Để cho nó mà nó nói bậy nó bạ là hư bột hư được hết á. Bà về bà kêu Nga về cho tôi. Nó đi tôi biết đâu kiếm giờ đây. Thì bà cứ kiếm coi. Anh làm cái gì kỳ vậy? Dạ. Sao mà cứ đi theo tôi hoài vậy? Dạ. Anh làm cái gì vậy? Em bỏ anh nha. Ba má con mới về. À. Ba má. Nga. Sợ luôn á, từ chợ tới giờ anh như vậy đó. Nga em đừng đối xử anh vậy chứ Nga. Cái gì đâu em làm vậy? Ba má em là hứa gả em cho anh mà. Rồi nó có máu khùng. Nhẹ nhàng một chút. Vô được không? Vô. Má. Con vô được không má? Con ngồi đây đi. Dạ. Con ngồi đây bác nói cho nghe nha. Con dạ. Ngồi xuống đi. Bác nói chuyện cho nghe. Bà. Rồi coi nè. Ủa. Trời đất ơi. Dạ. Sao mà con nhăn nheo hết trơn cái trời vậy? Tiều tỉ quá vậy con. Đời, sao vậy? Con hết rồi bác ơi. Đời con vậy là tiêu tán hết rồi. Có gì đâu tiêu tán. Nga bỏ con rồi. Con đâu còn ai nữa bám víu đâu, con chăm sóc cơ thể con chi nữa. Bác nghĩ đúng không? Đúng cái gì? Trên đời này thiếu gì con gái, không có đứa này thì mình đi kiếm đứa khác cho mắc gì đâu mà mày phải vậy con Nga mà mày. Tao như vậy đó, mày bắt trước tao nè, nghe không? Đứa nào không thương tao, bỏ kiếm đứa khác. Không được. Tình yêu không thể nào làm như vậy được á. Con thương Nga là thật sự, là trong tim con yêu Nga đàng hoàng. Bác như là bác trai bác gái nợ hứa gả Nga con rồi. Tự nhiên giờ mắc mới thì tự nhiên rồi từ hôn con mà con thấy ngộ đi. Ngộn nó hơn gì con chứ. Trời ơi, nó đâu có hơn gì con đâu. Nó lên thành phố nó học rồi nó làm ăn gì với nó con đâu có biết. Rồi Nga nói là Nga với nó cũng chia tay rồi. Rồi xong bác với hai bác rồi hứa gả Nga con. Rồi đùng đùng tự nhiên Nga nói gì làm giám đốc gì về. Tự nhiên rồi bỏ con. Từ hôn cho con quen Nga là sao?
nó quen lại với người người còn đau khổ á, không có công bằng gì hết, đối xử con như là không phải đâu. Nói đi, nói đi, nói đi, mày nói thêm nữa đi. Đó. Thôi bây giờ bác thấy như vậy nè. Dạ sao bác? Thôi con về đi. Thôi con về nữa hả? Ừ, con về đi, rồi chuyện gì á, mai mốt con Nga mà nó có lấy chồng rồi thì thôi con cũng làm thinh, đừng có làm rùm beng lên nha con. Ôi ôi. Sao vậy? Ôi 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 ôi, bác định đền bù cho con hả? Định đền bù cho con không? Tình yêu không thể nào đem ra, là vật chất có thể đem ra làm như vậy được. Anh yêu em mà Nga. Nga, anh yêu em thật sự mà Nga. Sao hai bác đối xử với con vậy? Đối xử sao? Làm vậy là con không đồng ý đâu. Bây giờ mày không có mua bán gì ở đây hết á. Không mua bán phải không? Dạ. Bây giờ mày cự nữ với tao phải không? Con không cự nữ mà con nói đúng, con yêu Nga thật sự mà. Tao kêu công an. Kêu công an. Kêu công an vậy, con về bác đừng bác. Thôi con về, con hứa con về mà. Con về. Đi về. Bác đứng đó con về không được. Thì ông dắt đường đi, sao đi con đi. Về. Cầm, ta kêu công an liền bây giờ. Đi nha Nga. Con đi bác. Nhanh lên. Ngày đám cưới của em anh sẽ tới. Anh sẽ giữ cái đám cưới của em. Nhưng anh giữ từ đằng xa kìa. Rồi sau khi em về làm hồn rồi anh tự tử cho em coi. Anh tự tử, anh chết cho em coi. Con nói thiệt với bác á. Qua kêu công an coi. Con về. Mấy thằng nó hâm nó không có dám làm đâu. Kệ nó, tôi biết mà. Còn Nga nữa. Dạ. Sáng mắt chưa? Nó bây giờ sao? Bây giờ sao đây? Sao? Hả? Hai thằng chọn một. Dạ sao con cũng biết làm sao. Tại hồi nào tới giờ con đâu có chọn gì đâu. Ba má nói á, con gái đặt, ba má đặt đâu là phải ngồi đó. Thì con cũng theo ba má đó. Hồi đầu á, ba má nói là anh Dũng này á, là người hiền lành, rộng rãi, có của ăn của để. Cứ lấy anh đi rồi có gì á, anh về anh lo cho vợ con. Rồi á, ảnh còn chịu khó tặng quà cho ba má nên ba má thương. Ba má kêu con thương. Trời ơi, con tặng quà gì cho tao? Cái đó là nó tự nguyện, nó đem tới đây. Nó đưa cho tao với ổng, chứ tao đâu có, với ổng đâu bắt buộc nó đâu. Phải không? Nó dắt tao đi ăn hủ tiếu có mấy lần chứ có gì đâu mà dữ dội vậy. Dạ. Vậy thì tại sao giờ tự nhiên cái ba má nói là bây giờ anh Hùng á là làm ăn phát đạt lắm. Anh Hùng bây giờ còn tốt hơn anh Dũng, giàu hơn anh Dũng. Cái ba má kêu con thương. Bây giờ con cũng nghe thôi chứ con... Nhưng mà tao đã thấy rồi, tương lai là tương lai thằng Hùng, chứ thằng này không có tương lai gì hết. Bây giờ phải dứt khoát thằng này. Bà nói mày phải dạy dỗ cho nó đàng hoàng. Dạ. Thì con cũng đã nói chuyện dứt khoát hôm nay với anh Dũng rồi. Sau này á con lên thành phố ở với anh Hùng, anh Dũng cũng có đi tìm con. Dạ. Rồi vậy cho xong đi. Còn bà nữa, bà vô bà lấy mớ tiền đem qua đưa cho thằng Dũng, coi như là trả lại cho nó. Nha, vậy cho xong. Bịt miệng nó lại, đừng cho nó nói bậy nữa. Rồi. Không có nói gì rầu gì hết. Còn bà nữa, bà dạy con bà lại. Nghe chưa? Mũi dạy lấy chịu đòn, bà chịu trách nhiệm. Tôi đi không chịu. Cái gì kỳ vậy? Sao cái gì cũng đổ trúc lên đầu tôi hết trơn vậy trời? Trời ơi, sao tôi đau khổ quá vậy nè trời? Trời ơi, từ khuya tới giờ không có ngủ được miếng nào hết trơn. Trời đất ơi, ông ơi. Tự bà nhiên ơi, hứa vậy là sáng mai tiền đâu mà cầm 200 triệu đi đặt tiệc cưới vậy ông? Thì bao nhiêu tiền đâu bà, tiền đâu ra bà? Mà thằng Hùng nó đâu có về liền được ngày mai được đâu. Trời ơi, giờ biết ăn làm sao, nói làm sao gia đình chị xưa đó. Tính sao không có tiền bạc trong túi hết mà giờ 200-300 triệu rồi đi đặt nhà hàng. Ông. Hả? Hay là ngày mai đó, mình nói với bên đàn gái là mình bị bệnh, tôi bị bệnh. Được không? Bà bị bệnh? Tôi giả bệnh đi ông. Bà giả bệnh. Ừ. Xong phần bà rồi. Ừ. Còn phần tôi sao? Trời đất ơi, bà bệnh mà nằm đóng tôi khỏe rồi. Bên nhà gái ta kêu tôi đi đặt tiệc rồi, tiền đâu đi đặt. Vậy giờ sao? Bà bệnh, tôi cũng bệnh luôn. Thì hai vợ chồng mình cùng bệnh hết hả? Ừ. Hả? Mà hai vợ chồng cùng bệnh mà bệnh gì? Thì mình nói hai chồng mình bệnh H5N1. Trời ơi, không được đâu. Tôi chứ bệnh gì nghe. Mà hai chồng mới đây mà bệnh hai người. Cái bệnh đó ha, bà nói là H5N1 vậy ha, là báo một cái ha, người ta cách ly tôi với bà liền. Không cho nằm chung đâu, nằm chung nguy hiểm mà người ta nhìn mình á, người ta phải đeo khẩu trang nữa đó. Chứ giờ nói bệnh gì giờ? Nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ là bệnh gì? Chẳng hạn như ăn cái gì đó rồi trúng thực đi. Trời ơi,
mới lo tiệc tùng thôi là trúng thật rồi, kiểu này đãi 3-4 ngàn người tôi trúng gió tôi chết luôn không? Cũng tại bà, tôi với bà khổ ghê, nổi thằng chi mà. Bởi gì? Bà nhớ coi mỗi tháng nó gửi tiền về cho vợ chồng mình nhiêu bà? Làm gì có mỗi tháng, 3 tháng mới gửi về được 1-2 triệu. Trời đất ơi, khổ ghê. 3 tháng á, gửi về 1-2 triệu mà bà dám nói 1 tháng á, là gửi về 10 triệu. Trời đất ơi, thì con mình làm giám đốc thì giờ nó gửi ít quá phải nổ lên chứ. Ai ngờ nổ lên quá người ta đòi hỏi dữ vậy nè trời. Nổ cho cô, mà cũng tại tôi nữa. Giờ không biết nó làm gì trên kia, đi xe hơi về tôi cũng hô giám đốc. Thì nó làm giám đốc chứ làm gì? Giám đốc không? Cái cậu gì nữa? Giám đốc nổi không? Mệt ghê á, bởi vì tôi nói thiệt á, làm dân thường có bộ sướng à. Chứ làm giám đốc kiểu này cũng mệt lắm à. Bà thôi bây giờ, ông đi ngủ đi chứ giờ mình thức dậy rồi sao rồi đợi ngủ dài bữa. Ngủ gì mà ngủ nổi, tôi thiệt với bà nha. À, tôi mà sinh ra lúc này mà còn trẻ măng vậy chắc tôi cũng không lấy được bà nữa. Sao vậy? Ở giá luôn á. Cái gì đâu mà thách cưới thấy gớm luôn. Tôi đâu thách cưới gì đâu. Cái ngàn người, 2-3 ngàn người. Ây da. Hồi đó yêu ông cũng đi theo ông thôi chứ cưới gì. Bây giờ làm con làm giám đốc mới vậy mà phải gọi thằng Hùng về gấp. Chứ không thôi kiểu này là mình chết. Nó mà về càng lâu thì mình giả bệnh càng lâu. Ông hiểu không? Bởi vì khổ rồi quá. Rồi cũng chết luôn về đây nữa. Rồi giờ sao đây, nếu mà vài bữa nữa mới về là mình ăn sao, nó làm sao đây? Thì bây giờ mình cứ giả bệnh vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ. Trời ơi, thôi bà muốn bà ngủ, bà ngủ bên bà đi, tôi ngủ không nổi nữa rồi. Tôi rầu quá ông ơi. Ê cha, bây giờ nếu mà bên kia người ta qua rủ mình đi là tiệc tùng rồi mình nói ăn nói sao chắc bệnh thiệt luôn rồi. Hay là bây giờ sao? Sao gì sao? Hay là bây giờ từ hôn? Hay, không được. Ờ ơi, nghe nó cứ ờ liền à. Thôi, bảy là bác. Thôi, không phải mà cũng được. Cái này là thằng Hùng nó đã quyết vậy rồi. Phải không? Mình người lớn chứ mình phải con nít đâu mà tự nhiên nay mình nói vậy mai nó khác. Thôi đợi Hùng. Ơi. Trời ơi. Dạ. Ê, sao mới 3 giờ? Mới 4 giờ không tới vậy? Anh chui tôi trốn, tôi trốn. Đi coi cho bà trốn mình bài vậy bà. Ai kêu á? Anh Xuôi ơi. Ai kêu? Trời đất ơi, giờ này mà còn trăng mệt như vậy. Dạ. Này sửa soạn đi nè, mình ra thị xã ăn sáng rồi đi luôn nha. Trời ơi, mới 5 giờ sáng mà anh Xuôi. Trời đất ơi, mà hôm nay nè đâu có ngủ được, nôn ngủ không được, vợ chồng tôi ngủ không được. Dạ nôn. Dạ vậy. Dạ vợ chồng tôi cũng nôn, cũng ngủ không được. Ngủ không được nôn phải không? Dạ. Nôn là phải rồi. Dạ. Đợi người chỉ có một lần mà. Dạ không những nôn mà còn đau nữa. Hả? Đau sao? Dạ nôn phải là nôn nôn nóng mà, dạ nôn là nôn mửa. À, sao vậy? Rồi cái bị đau bụng. Trời đất ơi, ai? Dạ bà xã tôi với tôi luôn. Trời đất ơi. Bà xã tôi nặng hơn, tôi nhẹ. Như vậy là trúng thực phải không? Dạ trúng thực. Trời đất ơi, sao già rồi mà ăn có không coi như gì là câu thả rồi ăn uống như vậy rồi. Dạ đâu có ngờ ăn uống vậy. Anh ơi giờ vậy bệnh quá đâu đi nổi anh. Thế chắc mình giờ bữa khác được không anh? Đâu giờ được. Bây giờ hai bên phải đi cho có mặt chứ làm sao giờ được. Thì là anh cho ngày mai ngày mốt chị đi đường đi chứ còn giờ nó yếu quá là đi giữa đường rồi nó nôn mửa nó khổ. Trời đất ơi, chưa gì mà có chuyện rồi. Ở dạ. Bên đàn trai bệnh nó trơn trọi rồi. Chắc đám cưới xong bên đàn gái bệnh quá. Anh đừng nói xuống anh ơi. Nó ngoài ý muốn mà. Thôi hai bây giờ dạ. Tôi về tôi kêu bà giờ mới được. Vậy là mình giờ đám cưới luôn anh. Bảy giờ đám cưới sao được. Giờ trang điểm. Hồi sáng này 3 giờ khuya là bà vợ tôi với con Nga thức dậy trang điểm cho tới bây giờ đó. Trời đất ơi. Ừ. Mới 3 giờ sáng mà chị nhà với con của anh ngồi dậy trang ngồi điểm rồi. Trang điểm. Thôi đúng rồi, anh kêu ngưng lại đây. Không có được. Bây giờ ngưng trang điểm thì được chứ. Dạ. Ngưng đám cưới được. Rồi bây giờ đúng vậy nha, ngày mai đúng dạ. 7 giờ sáng tôi tới đây, nghe chưa? Dạ, 7 giờ sáng. Rồi rồi. 7 giờ sáng dạ, nha, tôi tới nha. Dạ, nhớ uống thuốc nha. Dạ. Anh về ha, rồi nó nói chị ngưng lại đi, ngày mai mốt đi ha. Bà ơi, ổng về rồi. Trời ơi, không được rồi, giờ biểu mình ngày mai làm sao giờ đây ông? Thằng Hùng mà nó không về rồi, không biết tiền bạc đâu mà cầm đi với mà bên đàn gái mình đi đặt nhà hàng đi nữa. Đổ nợ luôn. Xuôi ơi! Ai, tôi về, cũng không yên tâm nữa. Sao tôi thương anh quá anh Xuôi? Dạ. Thôi bây giờ anh ráng giùm tôi nha, ráng uống thuốc nha. Bởi vì cái ngày quan trọng nha, đừng để cho nó trễ nãy giờ giấc rồi không được. Thầy bói coi rồi nha. Dạ. Hay là vậy? Tôi kêu cô Nga nó mua thuốc nó đem qua cho anh chị uống nha. Trúng thực phải không? Dạ, trúng thực không? Dạ, trời trúng thực không sao, bây giờ thuốc trúng thực hay lắm. Ráng. Thầy
bà thấy chưa đổ nợ rồi, bà thấy chưa đổ nợ rồi. Giờ sao giờ ông? Sao không sao? Bây giờ kìa ổng đồ dứt khoát là bây giờ ha nè, con Nga nó qua đây nó lo cho mình nè. Đó rồi bây giờ bằng mỗi giá là mình hết bệnh là mình phải đi đặt nhà hàng với ổng bả. Tiền bạc đâu mà đây, tiền bạc đâu mà đi đặt nhà hàng đây. Thì bây giờ phải đợi thằng Hùng về chứ sao vậy? Đợi Hùng, đợi Hùng. Rồi chừng nào Hùng về? Nó nói vài bữa nữa mới về. Vậy là bệnh nữa chứ sao? Trời ơi! Bữa nay mình đi lên trên đó đặng mà đặt tiệc mà không diện sao được. Cái gì vậy? Nè nè, em nói anh nghe nha. Anh nhớ cái hồi đám cưới em với anh hơn. Nhớ không? Rồi sao? Đó, ngày mai là đám cưới nè, là bữa nay đó ha, em phải đi lên trên đó là em làm mặt nè, chải tóc nè. Cái này anh nhớ chuyện gì không? Nhớ gì? Nhớ không? Nhớ gì? Con trâu nó rượt em chạy quá trời quá đất. Nhớ chưa? Trời. Anh biết tại sao nó rượt em không? Là tại vì em mặt đỏ nè, môi đỏ nè, gắn bông đỏ. Trời ơi, còn xách cái dù đỏ nữa. Nó rượt chạy quá trời quá đất luôn. Mà cái này còn khổ hơn nữa là anh biết sao không? Tối đêm đó đó, em đâu có dám ngủ đâu. Ngủ sợ nó hư cái đầu à. Ha, ông đầu mình chải đẹp quá mà rồi nếu mà hư lần sau ngày mai làm lễ cưới. Bởi vậy tao nói em phải chung vô cái lu, mà cái lu không có nước đó. Rồi các em đút cái đầu em lên vậy nè. Đó, hai em mà ngủ gật tới gật lui cái nó đụng cái đầu em đau rồi mà nó không có hư cái đầu. Thế vậy tao nói nhớ hồi đó sao? Không, bữa nay đừng nhắc nữa, bữa nay đừng nhắc nữa, tôi đang bực mình đây nè. Ủa sao, anh bực mình là sao? Bây giờ bà làm ơn bà vô bà bôi mặt rồi đi ngủ. Trời ơi, giờ cười quá. Trời ơi, đừng là cái công của người ta thức 2-3 giờ sáng tới giờ làm mới vừa xong cái mặt, cái tự nhiên cái giờ nếu đi ngủ thì sao ngủ được? Thì bôi mặt đi ngủ, bà biết tại sao không? Sao? Anh xui chị xui mới về cho hay bệnh đi không được. Trời đất ơi, trời sao bị trung thực. Sao kỳ cục vậy? Vậy đó chứ. Rồi vậy rồi, bây giờ cái vậy là mình bây giờ mình làm sao? Làm sao gì nha? Dạ. Ra bà biểu coi. Dạ. Đi mua thuốc cho ba má coi. Dạ, ba má bệnh gì vậy? Ba má bệnh rồi nào? Ba má chồng của con bị bệnh, trúng thực. Đi mua thuốc, ừ, nhanh. Đúng rồi, đi. Đem qua cho ông bà uống đi. Dạ, dạ, đi mua thuốc trúng thực liền. À. Dạ. Con không có tiền. Trời, ba cho con tiền. Bà đưa tiền đi bà. Trời ơi, tiền hầu đó tới giờ ông quản lý hết. Tôi có quản lý đồng nào đâu. Hôm qua tôi đưa bà mấy trăm ngàn đâu rồi. Nhớ chưa? Ừ, rồi nhớ rồi. Rồi đưa cho nó đi. Nè, đi con. Đi mua con. Thuốc đi. Mua thuốc trúng thực nghe. Mua thuốc trúng thực. Thuốc là hay đó nghe. Dạ. Uống hết liền nghe. Dạ. Ba má có bệnh không con mua luôn. Thôi khỏi. Thôi rồi. Con đi mua đi. Nghe con à. Dạ. Đi lẹ lẹ nha. Dạ. Ông à. Ơi. Bây giờ cái chuyện này ông thấy làm sao? Thấy làm sao là thấy gì? Bây giờ mình có nên mình qua thăm anh chị xui không? Ờ, qua thăm chứ thăm thì đúng thôi. Chứ có gì đâu. Nhưng mà rồi bây giờ mình phải chờ con Nga về rồi mình mua thuốc rồi mình mới đem chờ qua. Chờ con Nga không? Về rồi mua thuốc qua bệnh. Hoặc là cho thằng Hùng hay. Nghe không? Rồi chừng nào mà thằng nước chưa chịu thằng Hùng nó về, mình qua bệnh trước để cho thằng Hùng nó thấy rằng hai bên xu gia luôn luôn khấn khích với nhau. Đúng nghe rồi, đó. Ba má nó bệnh thì nó phải về nó lo chứ phải không ờ, không? Ờ, ờ. Đó, rồi bây giờ. Còn bây giờ thì bà vô bà bôi mặt tôi đi. Bà để giống bà bóng quá. Ủa sao ngồi đó? Cái gì vậy? Tôi biểu bà bôi mặt mà bà làm cái gì vậy? Bà tiếc lắm phải không? Hả? Tiếc chứ sao không tiếc? Trời ơi, 3 giờ sáng là ngồi dậy làm mặt cho tới bây giờ mới xong. Trời vậy rồi cái tự nhiên cái giờ biểu tôi đi bôi. Tôi phải đi ăn đặt tiệc rồi chứ. Đặt tiệc thì đặt tiệc nhưng mà tôi nói bà bôi cái mặt đi. Trời ơi bà, cái mặt của bà
Trời ơi. Không được phải không? Ờ, đi. Tiếc dễ sao luôn đi đó. Đi đi. Ủa sao kỳ vậy ta? Bác coi thầy rồi mà mới cô đi đặt tiệc không mà sao nó trắc trở vậy ta? Ơi Xui ơi. Anh Xui ơi. Dạ. Ráng anh Xui ráng đi. Nha, tôi có cho thằng Hùng nó hay rồi, không chừng nó sắp về tới rồi đó. Cho nó hay chi, anh ơi, mất trung lính quýnh tôi nghiệp nó. Trời ơi, anh chị bệnh phải nhắn nó về để nó lo chứ, đâu có được. Xui ơi. Dạ. Con nghe nó cho tôi uống thuốc gì mà giờ tôi mệt thiệt 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 tình luôn Xui ơi. Ừ, thì con nãy vậy con nghe nó thấy chị ói nhiều quá đó, cho nên nó mua thuốc là nó chặn cái cầm cổ chị lại, đừng có ói đó mà. Trời ơi. Bây giờ chị thấy làm sao, nếu không khâm thì tôi đưa anh chị đi bệnh viện nha. Thôi khỏi đồng chút khỏe liền thôi. Hèn chi uống vô nãy giờ làm như có ai bóp cổ họng đó thì nó chặn lại, đừng ói đó. Thôi anh chị cứ về nghỉ ngơi cho khỏe đi, vợ chồng tôi tự xử được mà. Tất cả đều gác lại hết, lo cho anh chị, đặng cho anh chị mau bình phục, sáng ngày mai đi đặt tiệc cho hai đứa nhỏ. Chứ tôi được anh chị cứ về nghỉ chứ anh chị ngồi quạt gì, tôi cảm giác tôi tổn thọ lắm anh chị ơi. Không, phải lo chứ mình là xui gia nha. Theo anh, tôi lo cho anh, xong bây giờ anh ráng, hai anh chị ráng ngủ chút đi nha. Ráng ngủ một chút xíu đi, đặng lấy sức nha, ngủ đi. Ngủ đi anh chị, ngủ đi để vợ chồng tôi quạt cho. Anh chị nghĩ sao chứ vợ chồng tôi ngủ mà anh chị ngồi coi kỳ quá. Đâu có coi, tôi theo dõi từng hơi thở của anh mà. Nằm ngủ cũng được. Nằm ráng nằm. Ôi, chắc tắt thở rồi. Ngủ đi chị, để ráng ngủ. Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ, con tính tháng tính ngày. Trời ơi ông ơi, cái hơi của ông nghe kỳ quá, nghe người ta còn không ngủ được nữa. Nè ông để tôi ru cho nghe. Chàng ơi bỏ tiếp. Trời đất ơi, giống y như lô tô vậy. Bỏ tiếp sao đành, tiếp buồn tiếp khóc một mình chàng ơi. Hai chục chơi giống hình như lô tô. Ủa, con chào hai bác. Hả? Bà, má. Không có gì hết anh em. Gì vậy bà? Ôi, trời đất ơi. Con ơi. Con, dạ? Con sao vậy hả? Sao mà con trời ơi. Sao mà bắt tay con? Sao mà mình bị sưng gì nè? Con bị cái gì vậy? Đi xe đụng hả? Con vậy con sao vậy hả? Bị cướp. Con bị cướp. Cướp. Trời đất ơi. Cướp gì vậy? Cướp giữa ban ngày vậy con? Dạ, cướp ngày đúng rồi bác. Trời ơi. Rồi con không chịu đi sao mà bị cướp xe hơi, mà sao bị cướp? Cướp cái gì rồi có sao không? Trời ơi, con đem tiền về đám cưới. Hả? Bây giờ bị cướp sạch hết rồi. Trời ơi, cướp ban ngày, cướp xe, tài xế bị giết, thấy không? Dạ không, con đi xe... Xe gì? Xe đò, con đi xe đò. Xe hơi đâu, con đi. Xe hơi gì đi ba? Trời, xe hơi của con đâu, chứ con đi xe hơi mà. Trời ơi, xe hơi là đi công tác rồi, bây giờ là con đi xe đò cho nó tiện đó mà. Trời ơi, đất ơi, đi xe đò mà con ôm kè kè như vậy con chen lấn rồi ăn cướp là phải rồi. Tại sao con không muốn nguyên một chiếc xe du lịch á? Nha. Trời ơi, tôi chết rồi. Trời chết cái gì? Bởi vậy tôi nói với ông á, thằng Hùng nó đem tiền về làm đám cưới mà bây giờ nó bị cướp rồi thì ông thầy nói là trong hai đứa sẽ có một đứa chết đó. Trời ơi, chị nói gì mà ghê vậy chị? Trời ơi, ông coi hay lắm mà. Chị đâu có coi vậy chứ sao? Không phải đâu, hai bác bình tĩnh, nghe con nói, con giải thích. Thôi con ơi, đừng có giải thích gì nữa hết á. Bây giờ tiền nó mất rồi thì tiền đâu mà làm đám cưới. Phải ngưng đám cưới đi. Ngưng đám cưới sao được? Cái gì tiền đâu mà đám cưới? Ai ngưng đám cưới vậy, lỡ như con gái tôi trên sao? Trời ơi, nhưng mà tiền đâu? Đúng rồi má ơi, con thương nha, thật lòng rồi má. Nhưng tại vì... Không có những gì gì hết. Bây giờ tôi tuyên bố nè, tạm ngưng đám cưới, chờ con xét. Yeah. Mà nhức mình lắm, thúc thích hoài mà nín ra được không? Nín gì con? Bà má lúc nào cũng muốn cho con tốt đẹp hết, rồi bây giờ cái nó đã như vậy rồi, không còn gì phải nói nữa hết. Bà cấm con à, kể từ đây không được nói chuyện với thằng Hùng nữa. Má,
Thằng này nè, nó xui tận mạng đi. Con muốn gặp anh Dũng lần cuối. Cái gì? Con muốn giải thích với anh Dũng á. Thằng Dũng hả? Thằng Dũng nó khùng. Vậy giờ con muốn gặp anh Hùng. Con nói chuyện với anh Hùng lần cuối. Lần cuối cái gì nữa? Má nói nó xui lắm. Con gặp nó là con sẽ bị tai nạn. Trời ơi, tại sao con khổ như vậy? Anh chị, tại sao cái chuyện tình cảm của con không có được quyết định cái gì? Thôi, nhà, nhà. Dạ, mời anh chị ngồi. Chào anh chị. Chào anh chị. Dạ, dạ, con chào anh má. Ngồi đi, ngồi đi chị. Dạ, dạ, chị ngồi đi chị. Dạ, anh ngồi. Mời anh chị ngồi. Dạ, qua đây đi gặp anh chị. Để kêu cháu Hùng nói chuyện sự thật với anh chị. Nói đi con. Dạ. Dạ hôm nay sẵn đây có ba má con qua đây thì con cũng thưa chuyện với hai bác. Dạ tại vì sự thật á là con biết là hai bên gia đình đó là tổ chức đám cưới cho hai đứa con là làm lớn đãi 2-3 ngàn người. Mọi chuyện á thì chuẩn bị đâu đó xong hết rồi. Con bị cướp. Ai biểu? Có xe hơi em chịu chạy. Đi chạy không đa chi cho người ta cướp không biết nữa. Nói thật đi con. Anh đâu có xe hơi đâu nghe. Ủa? Sao vậy? Vậy bữa anh về anh chạy xe hơi có tài xế lái rồi vậy? Đó là xe anh thuê, là cái ông chủ xe, ông là tài xế luôn. Hả? Trời ơi. Trời đất ơi. Hả? Mày thuê xe hả? Dạ. Giám đốc mà thuê xe hả? Rồi còn có cái bữa mà anh bị cướp là sao vậy? Trời ơi. Nga biết không? Anh á, anh lên Sài Gòn anh chỉ là công nhân thôi. Rồi anh á. Công nhân? Dạ, con là công nhân. Mà tại vì con sợ là ba má con buồn nên là con nghĩ là con phải làm là ra vẻ giám đốc để ba má con vui, ba má nghĩ con là thành đạt. Dạ. Dạ. Rồi cái vụ này sao? Cái vụ này hả? Dạ. Nói luôn đi con. Dạ thưa hai bác, con nói hai bác cũng bỏ qua cho con. Cái đó là con tự đấm vô mặt con đó bác. Dạ. Cái gì? Tự đấm vô mặt? Dạ. Trời đất ơi, nó dùng khổ nhục kế. Trời đất ơi. Rồi hai bác bị trúng thật. Thôi nói luôn đi. Cũng bệnh giả luôn. Dạ. Yeah. Vì không có tiền đặt tiệc cưới nên là phải giả bộ bệnh. Sao giả bộ bệnh hả? Dạ nhục quá bài đăng kế đó. Một sự giả dối hoàn hảo. Trời ơi. Vậy là giả hết hả? Vậy là ai cũng giả hả? Thế chứ trời đất ơi. Mày hả? Mày giả mày bị ăn cướp hả mày? Gặp tao như mày tao giả cướp gì? Không có tiền có bạc về đây làm chi ba? Trời đất ơi, tao trốn luôn á. Khỏi về đây chi giờ tao tự hôn mày thấy không? Thấy nhục không? Vậy là tôi hiểu hết rồi. Anh làm bộ bị cướp. Hai bác thì nói bệnh. Để tự hôn tôi. Hai người làm gì mà coi được á hả? Thôi bà nghe. Anh. Ông à. Trời sao tôi mệt quá. Ông ơi, anh bình tĩnh đi anh ơi, chị con đâu còn có đó mà anh đừng làm vậy anh ơi, bình tĩnh lại anh. Giả gì, tôi mệt thiệt. Trời ơi, giờ giả gì nữa mà giả. Bây giờ tôi nói nè, nghe. Dạ. Nghe bà nói. Dạ. Bà nghe tôi nói. Dạ. Anh chị nghe tôi nói. Kể từ giờ phút này, tôi cấm mấy người nói chuyện tiếp xúc cho con nghe. Dạ, con đi về. Con về con. Đi về. Rồi dạ. Con ơi về rồi ba kiếm vợ khác cho con biết. Tôi đố anh nói gì? Dạ. Anh cứu vợ khác cho nó. Dạ. Tôi đố anh á. Sao nè, vậy? Chừng nào mày đánh vô mặt mày cho tao hay nha. Chừng nào muốn giả bệnh nữa cho tôi hay nha. Tôi sẽ công bố cho mọi người được biết. Anh chị là lương gạt. Trời ơi anh ơi. Lương gạt gia đình tôi. Trời ơi, chị nghĩ gì nữa trời, người ta nói nặng lời quá mà nhục nhã mà thôi đi về đi. Chịu hết nổi rồi, đứng lại. Ngồi xuống đó. Ngồi xuống đó chưa được về. Ngồi xuống đó. Anh ngồi xuống đó đi. Còn hiệp hai nữa anh. Nè nghe, tôi nói cho chị biết ha, chị là một cái người thất tính. Chị đừng có nói vậy nghe chị. Chính anh chị mới là người là không có uy tín á. Sao không có uy tín? Chị mới là người không có uy tín. Anh chị đòi hỏi quá mà. Thì làm sao mà chịu nổi được. Chính anh chị mới là không xứng đáng á. Xứng đáng là sao? Không uy tín. Không uy tín là sao? Bây giờ tôi hỏi chị nè, vợ chồng tôi nó có chê nhà giàu nghèo gì đâu. Nó công nhân thì chị cứ nói đại ra là công nhân đi. Chị nói nó là giám đốc này giám đốc nọ ha. Cho nên bây giờ sự việc nó mới xảy ra như vậy đó. Bây giờ có phải là chị thất tính không? Còn tôi đó, anh chị làm cho tôi hụt hẫng. Nói nó là giám đốc thì tôi cứ nghĩ nó là giám đốc, nghe chưa? Tôi cứ nghĩ nó là giám đốc. Mấy trăm triệu mà đãi mấy ngàn người này kia. Thành ra bây giờ coi như tôi từ ở trên mà tôi rớt xuống như thế này nè. Bây giờ, ôi, tôi hụt hẫng quá. Tôi chơi vơi quá. Ai cứu tôi đi. Anh ơi,
thì anh coi giống như là mình ra công viên mình chơi trượt nước đi. Trượt nước thì không. Thấy không, anh chị đó, anh chị đúng là người lớn mà anh chị làm sai. Thôi, sai rồi. Anh chị đừng nói vậy, anh chị mới là người sai. Anh chị sai rồi. Dạ không, con sai. Con thưa ba má, xin phép ba má cho con được nói. Con không phải là đứa bất hiếu với ba má. Ba má đặt đâu con ngồi đó. Nhưng mà chuyện đã xảy ra như vậy rồi, con xin phép ba má cho con được quyết định tương lai của con, cuộc sống của con sau này. Con xin ba má, con xin hai bác cho phép con được từ hôn với anh Hùng. Vậy vậy anh cưới em nha, nha. Anh kêu ba mẹ anh tới cưới em nha, nha. Tình yêu không phải là một món hàng. Nhưng nếu như mình không mua được món hàng này thì mình sẽ bỏ nhiều tiền hơn để mua món hàng khác. Em biết anh Dũng với anh Hùng rất là tốt với em. Nhưng mà em nghĩ tụi mình còn trẻ lắm, tụi mình cần có thời gian để tụi mình tìm hiểu lại coi trái tim mình muốn gì. Lúc đó mình quyết định sẽ chín chắn hơn. Con xin phép ba má cho con quyết định đời con. Con cảm ơn ba má. Nha, 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 nha. Nghe ơi, chờ chứ Nghe ơi. Không gì nói, thì tôi thấy con Nghe nó cũng nói đúng. Thôi chị ơi. Thôi anh chị à, con Nghe đã nói như vậy á, là nó nói bằng tất cả tấm lòng của nó rồi. Bây giờ ý của nó đã muốn quyết như vậy rồi thì thôi, mình chấp nhận theo ý của nó đi, đừng ép nó nữa nha anh chị. Thôi bây giờ vợ chồng tôi về rồi từ từ mình tính sao ha. Anh chị ơi, nha, mình không thành xui gia được thì mình cũng là bạn bè thân với nhau nha anh chị. Đấy, bạn bè đâu đây mà bạn bè không biết nữa. Cái này là con Nga nó để nó suy nghĩ lại thôi ha. Còn cái chuyện bạn bè làm gì có, biết đâu nó suy nghĩ rồi nó đổi ý thì mình vẫn là xui gia anh chị ha. Thôi tôi về. Về bạn bè đâu đây bậy bạ. Về, về dạ, con thưa bác về đi. Hai bác con về. Về. Về anh chị ơi. Đi về nha anh chị. Tụi nó làm ăn khá. Dạ. Trời đất ơi, kiếm dầm dầm không mà cần chết. Trời hỏi ơi. Thăm không ai biết hết trơn hết trời. Bây giờ lạ quá à. Chàng ơi, tía biết không, bây giờ á ta nói à, ở dưới quê là tiêu quy bằng à, nông thôn quá, dị quá rồi. Ủa ba đâu rồi? Dạ thưa chồng con á, ảnh đi à, lên à, trên khuyến khuyến nông quá tía, à. Đang là đang lấy cái tài liệu để nuôi bồ câu. Cái gì? Kỳ này nuôi bồ câu. Trời, tụi bay làm ăn bằng trước dữ ha. Dạ. Hết tôi nuôi heo rồi nuôi cá rồi bây giờ tới nuôi chim. Dạ. Ừ. Tía biết không, ta nói nuôi bồ câu bây giờ là cũng được kêu bằng cái gì? Cũng lời dữ lắm. Cũng lời dữ lắm dạ. Ha. Thành ra thôi tụi con thôi làm thử thôi, biết đâu lời thiệt sao tía. À, rồi chừng nào nó về. Dạ thưa chắc cũng sắp về giờ tía. Vậy à. Tía ơi sao mà tía đi sớm dữ vậy hả tía? Ta nói cả năm nay bà nói ông lên rảnh coi tụi nó làm sao. Dạ. Cả năm nay mà không thấy đứa nào nó về nó thăm mình này hết trơn hết trời. Ông bà nói vậy thôi thì trong cũng tưởng đâu bà nói vậy. Cái rồi cái 3 giờ khuya bà nói ông ơi vậy đi. Dạ. Rồi sao không ngờ ba sắp sẵn quần áo sẵn ở trong sách hết rồi. Tía. Tía lên rồi đào đi tía. Má khỏe không tía? Bà con dưới quê mình khỏe hết rồi tía. Thêm hai chú sao tía? Khỏe không hết không tía? Mày hỏi nữa đi. Mày hỏi một hơi vậy mày không cho tao trả lời gì hết trơn rồi. Khỏe. Mọi người khỏe hết. Dạ. Chỉ có mình tao mệt. Sao tía bệnh hả tía? Đâu có bệnh gì đâu. Là tại vì đi vòng vòng kiếm nhà tụi bay không là mệt gần chết.
Bởi vì hồi trước tao nhớ bên đây là cái ao rau muống cái gì, phải không? Là bên có nó có cái sân banh nhỏ nè. Ấy giờ mà có cái con đường vô đây là hoặc là cái con đường đất đỏ rồi nó bụi quá trời của đất. Vậy sao bây giờ toàn là nhà lầu không còn đường giữa trắng rồi láng bóng vậy thì làm ra. Được để tao. Con nói tiếp nghe. Bây giờ á là làng quê mình á đã đổi khác vậy rồi. Để khi nào rảnh rỗi một cái á, cái con nói anh ba chở tí đi vòng cái tí quen cái tí. Chứ không thôi lần sau nữa là tí không biết đường từ bến xe về luôn á chứ. Ui da. Tí làm sao mà quần áo rách hết vậy? Tí té hả? Chết cha, sao quần áo rách hết trời? Té gì cho căng tao đâu chứ. Chết cha, trời có ơi. Sao không té? Có sao không té? Anh còn giận tí thì chết người. Thôi. Hồi nãy tao đi ở ngoài kia cái ngã ba đó kìa. Tao thấy con chó nó đưa nằm cái tao lấy chân tao đá đó. Trời ơi. Nó vào đến nó phập tao đây nè. Đây đó, nó cắn tao. Mà cũng may nó cắn trúng cái quần chứ nó không cắn trúng cái chân tao. Không sao hết. Không sao. Thôi kệ, để hồi con dán lại cho tiếp nha. Sớm mai con đi ra ngoài chợ, con cắt cho tiếp ba bộ đồ bà ba nha tiếp nha. Thôi. Con sẵn con cắt. Thôi. Bây giờ mặc đồ bà ba cái gì? Đồ ba tao còn mấy bộ dưới, còn cái này mặc cho nó thường thôi. Dạ. Đồ dưới tao còn. Nè dạ. Thôi mai cho tao bộ đồ khác đi. Dạ. Lui xa la. Dạ, tí nói con mai cái gì cho tí hả tí? Lua sa ma. À, tí ơi con biết rồi, pyjama. Không phải. Phải không? Lua-sama. Cái áo sọc sọc còn có bốn túi á. Đúng rồi, pyjama tí ơi, mà tí nói là pyjama chứ không phải lua sa ma. Dạ không phải. À, thì thôi nó cũng có cái chữ ma là được rồi. Dạ. Tại gì vậy? Này nhớ nha, nhưng mà không phải bốn túi á. Dạ. Rồi mang gì bốn túi lần tí? Bốn túi mới được. Một cái là để bỏ tiền, một cái là để thuốc rê, một cái là trời lạnh của mình thọc hai tay vô cho nó ấm. Dạ. Nhớ nghe em hai đúng ý của tía. Ở dưới quê con thấy mặc áo dài không thôi ta mặc đồ vest. Ai mặc đồ vest ở dưới quê? Đồ vest ở dưới quê lần sau. Dạ, thôi được rồi, ngày mai con đi mua vậy. Nè, đem sao đi vợ ba. Nè. Dạ. Trời ơi, tí mua gì quá đây. Đâu bà gì đâu, bà đưa ta lên xe xong xuôi đàng hoàng là bà tính kỹ lắm ta, bởi vì ta nói cái bà má tôi bê đó là tao nó thiệt suốt cái đời tao. Bà mà tức một cái rồi là đâu ra đó đâu à. Nè con nói để ổn chút xíu cái tụi con với Quân á về thăm nè. Tiếng hai con gà mới giàu. Dạ. Nghe. Dạ. Chỉ vậy thôi. Dạ. Chục đít đít. Đó, vậy thôi. Với dạ. Lại là mấy bịch kẹo dừa bánh kia. Trời ơi cái này thằng Quân nó mê lắm. Quái lắm. Dạ. Mà tía nè, tí lên tí thăm vợ chồng con là tụi con mừng lắm rồi. Dạ. Quà chi kẹo kém lắm. Cái gì không có quà gì hết, cái nhà lá vườn thôi. Ủa đuổi nói Quân đâu, cháu nội tao đâu rồi. Dạ, tía ơi, bữa nay á là nó vô trong cái nhà máy của nó là nó thực tập ở cái hãng Yuki là cái hãng mà sản xuất máy may đó tía. Vậy hả? Dạ. Trời đất ơi, bây giờ vậy nó giỏi vậy đó hả? Dạ. Tao nhớ có lần tao lên đây tao thấy nó đi chơi lỏng nhỏng hoài. Mà mỗi lần mà hai đứa bay mà nói nó rồi nó chu cái mỏ rồi. Tao giận tao chửi cho một mất. Bây giờ nó giỏi vậy đó hả? Dạ. Trời đất ơi, nó lớn lắm rồi hả con? Dạ, lớn lắm. Thôi đem này. Cao hơn con luôn rồi đó. À, dạ. Nè, sao mà tía không nhắn tụi con, cái tụi con ra bánh xe tụi con đón tía để tía đi. Nhăn cái gì thì tao muốn đi cho tụi bay bất ngờ. Nghe không? Xuống xe cái xin lỗi nó, ông đi đâu? Tao nói thôi, tao sợ nó ăn tiền nhiều phải không? Yeah. Đó rồi cái tao lộ bộ là tao sẵn đó, cái tao đi đây. Rồi chứ. Sao bây giờ ở trên này tụi bay cũng khỏe hết phải không? Yeah. Thôi vậy tao mừng khỏe. Quá rồi. Vậy là được quá rồi. Con cái vợ chồng đều huệ nhau thiệt luôn. À còn năm sẹt sao? Năm sẹt. Trời ơi, nói năm sẹt cái nhà tụi con mới. Gì vậy mày? Dạ. Mình làm gì vậy? Dạ không. Nói đi con, nói đi. Đàn giày nè, tí biết không? Tên đấy cái chú nằm mày để mà đừng nói. Mày làm gì kia? Nói đi con. Sao năm sẹt sao? Tụi bay làm cho tao mắt nó giật giật nè. Thì thôi giờ tía lên đây rồi. Thì thôi trước sau gì tía cũng phải đến thăm chú Năm Sẹt thì tía cũng biết vậy chứ giấu chi nữa. Nói đi con. Là vậy tía nè. Lẽ ra đó là tụi con đã chưa cái chuyện này. Đừng có nào trước đón sau. Tao nóng như Trương Phi vậy đó. Thằng vô là vô liền, vô đề liền. Dạ nhưng mà con sợ tía dưới như tía lo rồi má cũng lo. Thành ra tụi con không dám nói. Thôi bây giờ. Bởi vì ba má nó hồi đó chết á. Cô gửi nó cho ta nghe. Dạ. Chưa là tao coi nó cũng như là con như tụi bay vậy đó. Dạ. Thành ra ha có cái chuyện này đó là con tụi bay đó như nó cũng như là anh em ruột. Thành ra có gì nó nói cho tao biết phải nói liền. Dạ, dạ. Là vậy nè tía biết không, trời ơi tên ấy ha dạ. Quýnh bài tía. Quýnh bài tên ấy chú Năm Sẹp, tên ấy là đá gà rồi quýnh bài, tên ấy vợ chồng tên ấy gây gỗ với nhau hoài.
đó, mà coi như nợ nần bây giờ chồng chất tí ơi. Vậy nhưng mà tụi bay chồng chất hả? Dạ. Nhưng mà tụi bay cũng phải khuyên nó một lời chứ. Khuyên cái gì được tí ơi, mỗi lần mà vợ chồng con qua can á, nó đuổi về, nó nói xía vô chuyện của nó làm gì. Tổ trà để chứ xía vô chuyện nó hả? Trời trời, không xía rồi để cho nó hương nhà nát cửa ra. Không đi được, tao đi. Tao đi. Dạ ơi, không, được, không được tí ơi. Tôi nói bây giờ nếu mà tí đi phải cơm nước này kia nọ chứ sao tí. Ở lại tí ăn cơm dưới này thôi. Rồi bây giờ. Ủa? Ông tí má, ông nội. Ông nội. Nó về tới, nó về tới. Ông nội lên nào vậy ông nội? Má. Ông nội. Trời đất ơi, khỏe không nội? Vậy nó lớn không? Cao hơn con luôn á. Con Quân nè. Mày đó hả? Dạ. Trời đất ơi, chắc điều này tao ra đường tao không dám gọi nó bằng thằng quá. Chắc kêu bằng cậu quá. À, năm giờ nó lớn bên này ra đường gặp nội kêu nha. Dạ kêu chứ. Nội không nhớ. Ông nội. Ơi. Bà nội với khỏe không nội? Khỏe. Con ơi, thì cô Tám rồi cô Chín là sao ông nội? Cô Tám dường Chín. Khỏe luôn. Khỏe luôn. À. Ông nội, con hỏi nội này tí nha. Nói chứ lúc trước còn nhỏ đi, xong đi về quê chơi cái hỏi thầm cá tra nữa. Cá tra còn nguyên quá không nội? Còn nguyên, còn nguyên. Con lành, con lành. Bây giờ còn phát triển mạnh hơn nữa. Dữ lắm hả nội? Luôn cá tra phát triển mạnh dữ lắm. Con út mén. Út đẹp. Út đẹp hay út mén hay là út hường vậy đó phải không? Dạ, đào. Út hường. Hồi đó về dưới xong rồi tắm mưa. Tắm mưa tao đánh cho một trận hai đứa nghe. Rồi giờ lớn rồi chứ. Thôi giờ, bây giờ mày nói từ đặng tao kể tình hình chứ. Dạ dạ dạ. Bây giờ vậy. Năm nay nó đâu 17, 18 gì đó. Đó là có thể nói là nó cũng không đẹp lắm. Dạ. Cỡ như là nó bị lé. Không, nó lé là cái chuyện của mắt nó là nó đi chỉnh lại thôi. Nó bị còn, lé. Nó thiệt là nó là cỡ như là Dương Thúy Kiều chứ. Trời ơi. Nghe trời ơi. Không? Nó đứa là nào? Cũng, ha. Đứa nào? Đứa nào? Con Út Hường. Út Hường. Con hỏi con Út Mén. Nè, nè là nó như là chữ vậy vậy. Út Mén. Tụi nó tìm gì chơi chung nhau. Con thích con Út Mén con, còn Út Hường thì nó lé quá. Nó lé quá. Thôi nè, con nè. Nè thành ra ta thấy mày mày nhớ đó con mà con nhớ nó gì vậy là hay lắm á. Thấy không? Mày móc tao cũng tính nhỏ đó làm cháu dâu tao được á. Dạ dưới hiền lành. Đi chấm hả tía? Thôi được rồi, để kỳ này mà hè cái xong thôi cái dắt nó về luôn ha. Dạ dạ. Dắt về con mắt. Rồi con có nhỏ nào nó không? À thôi được rồi. Mà nút mén thôi. Gái dưới quê nó hiền lành, nó chất phác. Vậy ha. Con thương. Ừ. Nó nó giờ gái quê. Gái Sài Gòn. Không nói nó được. Nhỏ nó được lắm. Cái gì cũng được á, tối ngày nó ở nhà đánh bài không à. Không nội, ăn cơm nha. Thôi được rồi. Ăn cơm. Bây giờ tôi ăn cơm thì đâu đi. Rồi. Bây giờ vậy nha. Khoan. Nè. Nãy tao nói rồi bây giờ vậy. Tại sao? Mày quật nó. Chở tới lại Năm Sẹp. Thôi không, trời ơi không được ông nội ơi. Qua bên nhà chú Năm Sẹp, chú Năm Sẹp là chết luôn á. Con đi qua bển ông đuổi cổ con về hoài à. Nói tí nghe bây giờ. Không được đâu. Mệt lắm. Để con đi chợ cái con nấu thêm đồ ăn cái cho tí ăn cái tí nghỉ ngơi cái chiều chiều mát mát rồi kêu anh ba anh chở tí đi nghe tí ở đây đi ăn con chở vợ con đi chợ nhanh lắm không đừng có qua nhà chú Năm Sẹp bây giờ vậy nè bây giờ con có làm một hai món gì đó ha cho tí với chồng con với nhỏ này dạ. Chiều nay về đây lại đây nghe chưa dạ, dạ. Nhưng mà tao phải đi qua tao gấp thằng Năm Sẹp đi tao nói thiệt bị gì sao thằng Năm Sẹp đó là nó là coi như là con út của tao à chứ không phải vừa đâu nghe bây giờ tao nuôi nó ba má nó giao cho tao mà thành ra bây giờ mày về giờ hai cha con mày ai chở tao đi tao bây giờ đi liền còn nước không tao đi bộ thôi hả thôi được rồi để con kêu nó chở tí đi chưa tí đi không có được đâu vậy ha dạ rồi Quân lấy xe chở ông nội đi ủa đi thiệt hả đi còn con á con lấy xe con chở vợ con đi chợ mua đồ về một hồi tí con mình nhậu với nhà rồi trận đánh này có tao đây chi rồi. Mới vừa lên ông nội ông chờ nghỉ ngơi ăn cơm đi nghe rồi tí má con đi nghe ông nội đi cẩn thận nghe không dạ dạ mẹ đừng có chạy nhanh quá rồi ông nội sợ dạ con biết rồi đi ông nội ơi dạ chà biết tía qua bển rồi biết là tía có nóng nảy quá rồi rủi xảy ra chuyện cũng tại em không thấy không em nói cái chuyện đó cho tía biết làm gì tía buồn tía lo thêm chứ làm gì đã anh kêu đừng có nói à không nói sao được lỡ tới cái chuyện đó vậy rồi sao không nói cứ rồi mình không ngăn được thôi để tía ngăn chứ bây giờ nè
rồi đánh bài nè, rồi đánh bạc nè, rồi gây gỗ vợ con nè, rồi không chừng mai mốt mất luôn nhà cửa, mất luôn vợ con. Ừ, anh thấy vậy cũng phải. Thôi, bây giờ em vô chuẩn bị, anh chở đi chợ. Thôi được rồi, để anh chở em đi chợ ha. Cái bỏ em đằng chợ đi, cái rồi anh chạy lại nhà chú Năm xẹp, rồi có gì cái rồi rước tía chứ. Rước chú Năm xẹp. Mình phải rước tía với chú, dạ, chú Năm, dạ, về đây. Dạ, 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 dạ. Em chuẩn bị nhanh nha. Được rồi, em vô em thay cái áo em chạy ra liền mà. Gà mà không gai là con gà con, gà mà biết gai là con gà cha. Đi lên bên trong sân có con gà, có con gà. Đi lên bên trong sân có con gà, có con gà. Cú cú, cú cú, cú cú. Lộn. Alo, đứa nào đó mày? Dạ, dạ, dạ em Năm Sẹp, anh Tân. Dạ, 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 xin lỗi anh. Em tưởng mấy đứa nhỏ nó phá cái em mới nói vậy. Dạ, 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 chiều nay đi, em trả cho anh xong. Vừa vốn, vừa lời, vừa có thưởng luôn anh. Dạ, dạ, dạ. Dạ, khoan, khoan, khoan anh ơi. Trả nợ xong anh chừa em chỗ nha. Vậy, chến chứ gì nữa. Trời ơi, 5 cây còn chơi được, nói chi có 1 cây. Trời ơi. Dạ, nhớ chừa em chỗ nha. Dạ, dạ. Cha Tư này kỹ tính, sợ mình giật tiền luôn hả? Chiều nay nè, có 8.000 đô rồi, thiếu có mấy triệu bạc mà đặt. Lũng ơi, Lũng ơi, Lũng, thức dậy đi em. Tắm rửa xong nè, trang điểm xong nè, mặc đồ ra anh coi, chuẩn bị đón chú rể em ơi. Chết, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Chính, 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 chính. Sao đây? À, alo. Alo. Ai đó? Em nè, chính nè, chính nè. Chính nào? Chính bắp bê là xí, bắp bê là xuân. Xin rồi xong, rồi xong, xin là nào? Chính bé bỏng nè. Bé bỏng gì? Chính người già là cha ơi cha. À, biết rồi, là bộ. Nhìn số là biết mà. À. Sao chiều nay tôi tới tôi trả cho nha. Không phải tới đòi nợ đâu, mà muốn gặp Năm có công việc. Chuyện gì tôi bận rồi, đi khỏi nhà rồi, không có ở nhà mà. Gặp Năm mà. Không có thôi, đừng có tới nhà. Thôi, bận rồi, đi rồi. Đừng có tới nha. Tới mà. Đừng có tới, tôi nói rồi mà bận biểu lắm mà. Thôi đừng có tới. Trời ơi. Trời ơi, tưởng bà tay lai nào chứ. Tay lai cái gì? Búp bê đẹp xì, búp bê đẹp sao? Tôi như con búp bê bằng ngờ, một thứ búp bê bằng bong bóng. Ủa? Búp bê bằng bong bóng là sao? Biết sao bằng bong bóng không? Bởi vì cuộc đời của em mỏng manh, cuộc đời của em dễ vỡ, đụng một cách nó cứ bùm, thế nào? Búp bê bằng bong bóng. Trời nhớ muốn chết vậy, chết vậy nè. Nói nghe nè, biết rồi, em biết mà. Em biết vợ của Năm nè, về quê chưa lên phải không? Nhớ Năm á, lại thăm Năm nè. Nè, nghe nè, Năm. Thấy đẹp không? Đẹp. Đẹp không? Biết đâu ra không? Đâu. Đi hội đi vô mà chỗ mà bạn của em đó. Bữa nay là có biểu diễn thời trang tạo mẫu tóc. Cái nó quấn quấn tóc em sao nó gắn bộ tóc giả cho em. Để em đi biểu diễn cho tụi ta coi. Rồi cái người ta tặng em bộ tóc giả này. Trời, Năm biết sao không? Để tóc giả nè, từ cái chỗ thời trang qua tới nhà Năm. Thôi, đi tới đâu hả? Trai nó theo ở phía sau á. Cái kia, ý má yêu, má yêu, má yêu. Khi sau cái chính quay qua, cái kia, má yêu. Ghét dễ sợ luôn vậy đó. Nhìn giống gói mì đổ lên đầu. Đây, giống muốn chết rồi vậy. Rồi, má, cái coi. Má, nghèo được, con chết rồi. Má, cái coi. Má, tôi tỏ. Thôi nè. Vậy? Vụ nợ đó chiều tôi trả cho. Thôi giờ tôi bận lắm, tôi về. Ngồi xuống đó. Ngồi xuống. Nè, nói cho Năm biết nha. Đừng có làm phật lòng chính nha. Thiếu chính bao nhiêu nhớ không? Nhớ rồi. 1.000 đô. Ừ. Nghe, 200 đô tiền lời. Nhẹ nhàng thiếu chính. Chính xù 200 đô tiền lời. Không nhẹ nhàng, chính quất thẳng tay 1.200 đô. Nhớ không? Nhớ. Nhẹ nhàng không? Nhẹ nhàng. Có hiểu?
tôi tới nè. Em như con búp bê bằng dừa, một thứ búp bê bằng bò bò. Nhắm chết rồi đó. Nghĩ coi. Vậy. Nó nghe nè. Trời ơi. Ngồi sao? Chúng nhầm cái gân, tay cứng luôn nè. Nó nghe nè. Dễ thương quá à. Dĩ nhiên rồi. Mày cài quá à. Dĩ nhiên rồi. Không độ quá à. Trời, dĩ nhiên. Sao thế nọ anh lâu với cha? Thôi đi mày. Nói hồn quá. Cái mất tao ơi cho mày mình. Thôi mà. Bực mình. Chính những chơi mà. Nó nghe nè. Nhớ quá à. Mấy bữa nay không thấy Năm đánh bài Chính nhớ muốn chết luôn vậy đó. Hẹn nè. Hẹn là chiều nay trả nợ cho Chính xong xuôi rồi á. Khi đi ra quán cà phê déo giòn với Chính nha. Chính để y xì nguyên cái khuôn mặt này đi uống cà phê với Năm hen. Vô không? Ừ. Được rồi bà nợ à nghe. Thôi về về giùm tôi đi. Tôi cái gì? Bằng gì? Về giùm. Giùm gì? Giùm anh. Ừ, làm như là người ta lớn mà. Lớn chừng chục tuổi thôi chứ như đâu mà giữ vậy. Rồi, về giùm đi. Chiều uống cà phê. Trả luôn 1.000 đô. Nha. 200 đô sồn nha. Muốn chết luôn vậy. Có vậy không mất 200 đô. Về nha. Gì được cho mày nó. Vợ bỏ đi hả? Đi mất rồi. Vợ bỏ đi là có lý do. Lý do gì? Trên đường tôi tới nhà ông, trời ơi, tôi thấy có cái con gì mà họ chân trong tủ kiếm á, họ mặc đồ vô cho nó đó. Cái đầu nó y như là mấy cái cốc rạ mà họ lấy bơ khô họ trộm rồi đó. Nó đi ngồi thấy ghê lắm. Biết ai không? Ai? Búp bê đi xì, búp bê đi xong. Là cái gì? Mẹ Chính á. Chính nào? Chính ù cho dai á. Sao bà tới đây? Tao thiếu nợ bà tới đây bà đòi. Dám đâu. Thiếu nợ tới đòi. Trời ơi, đòi nợ mà tôi thấy bà dịn bên gò má, bà cười tủng ta, tủng tỉm. Bà tôi nói ghê lắm đó nha. Đừng có la lớn. Bà tới đây bà đòi nợ, nhưng tao chưa có tiền tao trả. Tao hẹn chiều, bà không chịu, bà nằm giả ở đây hoài à. Bà bắt tao kêu bà bằng em, tao xưng lại anh. Nếu không, bà quậy lên, bà la lên. Tao mới dùng kế quản binh thôi.
tao mới hẹn chiều nay trả tiền. Hung bà một cái bà trừ 200 đô. Phải hung thôi. Vậy là không có tiền hả? Năm tôi lại anh. Gì vậy? Cái mày gì vậy? Cái gì vậy? Gì vậy? 6. Tôi cho tôi mượn 5 triệu. Trời ơi. Tôi lại anh. Chưa có bây giờ chưa có. Trời ơi. Tôi lại anh. Cái gì vậy? Nhưng mà anh mà không giúp tôi thì coi như vợ tôi sẽ xe xác tôi ra thành trăm mảnh. Trời ơi, trời, tiền đâu ra, tiền đâu ra? Anh mới nói anh mượn của bà U gì đó. Ừ, chiều nay mới có, mượn rồi, đưa rồi. Hả? Chiều nay mới có. Đó, chiều nay nè, chú rể Đài Loan nè, chồng tương lai của con Lũng tới, đưa cho tao 8.000 đô. Nó tao hy vọng như vậy tao mới mượn 1.000 đô của bà chính á, tao đưa cho mẹ mối. Nó. Tôi cứ tưởng nhà tôi tét bé qua nhờ cả nhà anh lành lặn để giúp đỡ tôi. Ai có về bên anh cũng như tàu đã chuối bị bão. Tổ bà sao năm nay xui xẻo dữ rồi trời. Nó, giờ mày coi đi. Gì vậy? Tới giờ chú rể sắp tới rồi nè. Nó mà con Lũng nó đi nó để lại cái thơ nè. Nó không chịu Đài Loan. Nó nói là nó ép nó bỏ nhà đi đó. Nó mày thấy không? Nó ác không? Mà hết chịu không gả thằng trai này thì điên thiếu gì. Gả Đài Loan qua bển, tôi nghe nói nhiều thứ gái Việt Nam gả qua Đài Loan. Qua đi coi mắt gần sơm tủ lắm. Giờ bển bắt bưng hủ tiếu một ngày đi mấy cây số cho biết. Thôi thôi, nó làm cái gì qua bên đó kệ nó. Nhưng mà ở đây tao thiếu nợ, tao thiếu nhiều tiền lắm. Bây giờ nó phải lấy Đài Loan tao mới có tiền tao trả nợ chứ. Tôi đọc cái thư rồi tôi thấy con nhỏ này nó không yêu Đài Loan này nè. Mà ông ép nó phải không? Ông gã này không biết được bao nhiêu tiền. Thì 8.000 đô. 8.000 đô. Nó chuẩn bị nó đưa nè để làm lễ cưới nè. Anh có 8.000 đô anh cứu giùm. Ở đâu ra? Anh cho tôi mượn 5 triệu cứu giùm. Trời ơi. Tôi lại. Anh cho tôi mượn 500 đô cũng được. Tôi đắp vô mấy cái khoản mà tôi làm đồ giả tôi trả cho vợ tôi để vợ. Biết rồi, biết rồi. Bây giờ á. Gì? Hả? Hả? Ha? Cho mượn phải không? Không phải, không cho phải. Hay ai thì cho mượn thì tôi còn nhậu liền. Từ từ tao tính, từ từ tao tính. Tính vậy? Tao phát hiện ra rồi. Phát hiện gì? Cho mượn tiền phải không? Vậy là cho 700 ha. Khoan khoan. Mày. Dạ. Mày bây giờ. Được. Được gì? Hay lắm. Hay lắm gì? Mày đóng vai con Lũng nha. Để gặp thằng rể Đài Loan. Khi mà gặp rồi á. Nó đưa tiền 8.000 đô rồi á. Tao cho mày 500 đô để trả nợ. Không sao không đâu, mày đừng lo, mày đừng lo. Mày giờ mày mặc quần áo quần Lũng, mày đội tóc quần Lũng vô ha. Khi mà chú rể Đài Loan tới mày chỉ lướt qua một cái thôi nha. Rồi tao đẩy mày vô phòng. Không sao hết. Rút cái lào tôi giả mỏ không bây giờ. Ủa cái thằng Đài Loan nó đuôi nó lọt đồng hả? Tôi đàn ông mà tự nhiên ông kêu tôi giả thành đàn bà là sao? Không phải, chú rể Đài Loan chưa biết mặt con Lũng. Chưa biết, mốc thì không biết sao mà qua đi cưới. Trời ơi, nói là như vậy. Cái bà Mai, Mai á, cái bà Mai mới đưa hình con Lũng mà. Mới đưa hình thôi hả? Ừ. Trời ơi, tôi thấy tìm cách khác đi. Chứ tôi không có thể nào mà tôi giả được con gái đâu. Vậy cách gì bây giờ? Giờ không có cách gì, hồi giang hồ tới nó gạch mặt tao nè. Tôi lại anh, giang hồ mà tới rồi tôi nó cũng tha. Tôi lại anh. Cái gì? Nếu anh cần giúp đỡ thì vợ tôi thôi sáng tôi và anh giúp tôi đi. Bây giờ mày làm ơn đi, mày giúp giùm tao lả lướt đi ngang một cái thôi, không có xảy ra chuyện gì đâu. Rồi tao đẩy mày vô phòng luôn. Đẩy 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 giúp giùm tao sẽ có 500 đô trả nợ, mua lại chiếc nhẫn trả nợ cho con vợ nó khỏi chửi. Khoan khoan, tôi ra điều kiện nha. Không sao, thằng Đài Loan nó tới đây. Ừ, tôi chỉ cần lướt qua một cái thôi nha. Ừ. Đừng có cho nó thấy mặt mũi tôi. Nó thấy mặt tôi nó che gái Việt Nam mình á. Thôi thôi thôi. Trời ơi, hết chuyện rồi bây giờ. Túng thế quá. Lũng ở đâu? Túng thế quá. Nếu trời ơi. Tâm giúp má tôi thì cao hoài. Trời ơi, làm ơn chụp cái đi. Chết rồi. Chết rồi. Chú rể tới rồi. Lẹ lên. Tao hẹn nó 4 giờ mà sao giờ tao ông nội tôi sửa sáng cũng kịp nữa. Biết đâu nó nôn qua nó tới rồi. Trời sao? Tôi chết rồi, tôi ba tôi coi có ai coi.
ông tô mì gõ nữa nè. Mày đứa là ai? Thôi nè hai cưng, chơi đóng tuồng này ra ngoài sân đình chơi đi. Nhà anh đang có chuyện, đi giùm đi. Chủ nhà đâu? Chủ nhà đâu rồi? Chủ nhà đây. Ha 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 ha. Cung kính đại ca. Ha 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 ha. Thằng khổng lồ tới. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Chơi bất dạy vậy? Mẹ mày, đuôi hả? Lấy tao vô hả? Lấy tao vô, rút cái dây vô chứ. Dạ em chào anh. Dạ. Mời anh ngồi. Không ngồi. Sao vậy anh? Tao đứng cũng như ngồi, ngồi cũng như đứng. Để tao đứng chắc à? Dạ. Sao mày? Dạ sao là sao? Mày hẹn tao hôm nay mày trả nợ nần tiền bạc cho tao, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì hôm nay đúng. Đúng giờ, đúng ngày tao đến rồi. Sao? Dạ. Nợ nần tao sao? Em hẹn anh buổi chiều mà. Bây giờ mới buổi sáng à. Anh ơi, bữa chiều nay 5 triệu sòng phẳng cộng với 20% em trả hết luôn, không thiếu một cắc. Mày nói gì tao nghe không rõ. Dạ 5 triệu với 20% em trả không thiếu một cắc. Cái gì? 5 triệu? Dạ. 20%? Dạ. Trả? Dạ. Không thiếu một cắc? Dạ. Chờ tao một xíu nha. Mày nói tao lùng bùng lỗ tai quá. Nghe không được à. Tao tính toán trong cái sổ sách của tao á, tiền lời với tiền thiếu tất cả là 8 triệu. Hả? Mày nói 5 triệu tao nghe nó lùng bùng lỗ tai quá. Sao kỳ vậy? Em mượn anh 5 triệu mới có 1 tuần à, 20% sao thành 8 triệu lận. Mẹ Tuyết. Dạ. Cũng liệu. Dạ. Nó nói nó thiếu có 5 triệu kìa. Tụi bay tính sao cho tao coi coi, đã mắt coi bay. Mày quỳ xuống. Mày sợ nó chưa? Dạ sợ. Mày dám đụng hai thằng đệ tao không? Dạ không, em đâu có bao giờ dám đụng tôi nó đâu. Ông nội mày cũng không dám đụng nó nữa. Mày đụng đi là mày đền. Xương nó một cái ráo rồi. Cho mày biết. Dạ. Đi ra đây cả. Tao tưởng rất buồn. Mày á. Cái gì? Đừng có ngồi đây cả. Mất thế á đại ca. Đừng. Mày lên đây. Dạ. Mày lên đây. Ngồi xuống. À. Cái lúc mà mày mượn nợ tao á, nét mặt mày hưng quang hớn hở lắm, đúng không? Dạ đúng rồi. Hớn hở anh mới cho chứ. À. Rồi cái lúc mà mày ăn bài đó, mày có bao giờ mày lại mày nói anh Năm ơi em mời anh uống chai bia không? Có không? Đâu có đâu, đúng không? Dạ. Đâu có phải không? Dạ đúng rồi. Rồi sao hồi nãy trả nợ mặt mày là bí xị vậy? Dạ em đâu có bí xị đâu, em hứa chiều nay em trả là em trả. Đừng anh, đừng làm bậy tội nghiệp em. Tao thèm cắt lỗ tai quá. Tao thèm ăn lỗ tai của Minh Tráng quá. Tóc mày đẹp ha. Tóc mày đẹp đó. Cắt miếng nha. Thôi, đừng trỡn, đừng cắt em tội nghiệp anh ơi, chiều nay em trả mà. Mấy giờ trả? Mấy giờ mày trả? Dạ 5 giờ chiều. 5 giờ chiều trả? Dạ.
8 triệu phải không? Dạ 8, nhiêu cũng được. Đúng vậy phải không? Dạ. Mày nói thì nhớ, giữ lời nha. Nếu không mày biết cái này gì vậy? Dạ, cái dây kéo. Cái dây kéo sao là cái mặt mày y như vậy? Nhớ nha. Đây. Dạ. Về. Kêu mày đếm. Trời ơi, ba thằng khổng lồ đi bằng rang với nhau à? Chọn đâu hay vậy trời? Sao nó về chưa? Được không? Được không? Sao đó hả? Sao? Sao nhìn thẳng thốt vậy? Trời ơi! Trời ơi! Nó về hết rồi, nó về hết rồi! Tôi mà không làm chuyện này thì ông nói tôi bất nhân. Mà tôi làm chuyện này tôi thấy tôi bất nghĩa. Đâu, 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 đâu? Trời ơi! Hết đi tới đi luôn rồi, đi qua bên kia coi! Đi cái gì? Rồi! Cái này ở đâu vậy? Vòng lại, vòng lại, vòng lại! Vòng ở sao? Quay về hả? Ừ, đó! Rồi, rồi, được rồi! Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây! Em gái của ông tệ lậu, thấy sợ! Nhà mà không có cái đau bông hết trơn rồi! Không có cái đau bông thì làm sao nó tin mình là con gái? Trời ơi! Thôi! Có sao làm vậy đi. Thôi rồi, ngồi đây, ngồi nghĩ đây. Có toàn ten là nó nghĩ mình là con gái rồi. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Giờ mặc bộ đồ này, bộ đồ tôi thấy là như con phim, giống như là phim Hàn Quốc phải không? Đại Hàn Quốc. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, nó mới sắm đó. À, vậy hả? Giờ phải nói về một vài tiếng. Từ 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 từ. Ta, ba. Để từ từ từ. Cacio, chica. Từ từ, thôi mày. Ba, mà Cacio. Thôi, 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 trời ơi. Ca, na, trời ơi, nếu mà có người khác tao không dám chọn mày đâu. Bây giờ nè, vô nè, chú rể tới mình phải làm gì đây nè? Làm gì bây giờ? Tôi sợ quá, không kiếm cái mày ngồi đó đi. Đi trời ơi. Ngồi. Bây giờ chú rể tới, mày phải nhìn chú rể, cười xã giao, chào chú rể. Vậy cười thử coi, cười thử coi. Cười sao? Thì cười sao á, mày cười sao là cười vậy? Cười, cười hả? Cười xã giao. Bấn loạn tâm tình, tâm thần với cười xã giao. Ừ, cười. Cứ gặp là cười phải không? Ừ. Trời ơi, cái này là mày cười chứ không phải con lũng cười. Con lũng cười là miễn chi thôi con... Nó đàn bà, con gái, tôi đàn ông. Con chẳng đã tôi mới làm vậy. Trời ơi, nhất hai cái lỗ tao. Thôi chị đi, tạm chị đi. Nó xiết vô, nó vô tới chưa? Rồi bây giờ nó hỏi nè, thí dụ nó hỏi em bao nhiêu tuổi? Trả lời 48. Trời ơi, ông phải, cái đó là tuổi của mày. Con lũng 18 tuổi, nhớ nghe chưa? 18 tuổi, cười xã giao là lướt qua một cái là tao đẩy mày vô phòng. Dễ ẹt. Xong. Dễ ẹt. Đó. Giờ để tôi bình tĩnh lên, tôi uống miếng nước rồi tôi làm cho ông coi nè. Dễ ẹt thôi chứ gì hả? Mười 18 tuổi ha, 18. Ừ. 18 tuổi ba. Ba xấu, chút già nhé nha. Ráng đi, ráng đi con. Con. 500 đô, con 500 đô trả nợ. Con 500 đô phải không? Ừ. 500 đô mà tôi thấy tôi làm nhục nhã quá. Ở trong nhà đừng có kêu tôi đi ra đường đi chơi với nó là chết tôi đó nha. Ừ, biết rồi, 30 giây lướt nghe thôi. 500 đô lắc đưa tôi vô. Đội đứa liền. Kệ. Cầm ra đứa liền mà. Bây giờ cũng có 500 đô đó. Giúp dùm mà. Ráng lên, ráng lên. Ôi ôi. Phải vậy thôi. Nước này là... Đi giật chồng tao. Trời ơi. Ừ. Bà ơi. Cái gì? Ra đây mẹo. Nguyễn Xuân. Trời ơi, cái gì? Cái gì? Trời ơi. Nè. Đây nè, tôi nói. Một đôi giang phu giang phụ. Giang phụ nó về từ từ. Đừng có nói cho tôi biết nha. Từ từ, từ từ, tiếp ra. Mày im. Ôi dạy. Trời ơi. Bà báo cho tôi biết nha. Từ từ, từ từ. Tôi lên đây là đúng y như vậy nha. Từ từ, để tôi nói. Từ từ, từ từ. Dạy ra. Trời ơi. Cái gì? Cái gì? Mày lại đi. Mày lại đi. Mày lại. Mày lại. Con. Con đây. Ông nội. Ông nội. Ông nội. Ông nội đây. Hay vui, hay vui. Trời, hay vui. Bình tĩnh. Cậu hai. Con ơi. Ừ. Bình tĩnh, bình tĩnh.
Trời ơi. Tại sao tao biết bình tĩnh? Bình tĩnh, bình tĩnh. Con tưởng đâu đồng bọn? Nó dậy dây cho tụi nó. Nè, 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 nè. Trời ơi. Bây giờ con mới biết là cậu hai. Uống nước. Trời ơi. Trời ơi. Uống nước. Bà sao lại sát kìa. Cái gì sao sát? Sát, sát, sát à. Từ từ để tôi nói cho nghe. Cậu hai. Sao? Cái gì vậy? Nó chửi con là đồ sướng sách. Trời ơi, cái gì? Bình tĩnh. Không phải. Trời ơi, bình tĩnh. Không. Đừng, 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 đừng. Trời ơi, đừng, đừng. Trời ơi, đừng, đừng. Trời ơi, mà ơi. Trời ơi. Đừng, đừng, đừng. Đừng, đừng, đừng. Đừng, đừng, đừng. Đừng, đừng, đừng. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời đất ơi, án mạng. Tao nói với mày sao? Bình tĩnh lại. Không bình tĩnh bây giờ án mạng nó xảy ra vậy đó. Mà thật ra không phải là án mạng, mà cái đây đồ là cái đầu giả. Giả. Đồ giả, giả. Giả. Đồ giả, tóc giả, tóc giả. Ủa? Vậy nó là ai? Ủa vậy là ai đây? Ai? Giật ra coi. Trời ơi. Ai đi? Ủa? Trời ơi. Trời ơi. Tỉnh dậy sao ơi? Trời ơi. Trời ơi là sao? Làm gì bà quýnh bà sợ đầu tôi? Sao nãy giờ bà không nói? Tôi không nói được đâu. Bà mà cho nói đâu mà nói. Thôi bây giờ nè nè, mày vô thay đồ, mau. Ra đây tôi chuyện. Thay đồ chứ mặc vô thay đồ thấy ghê quá. Ông đưa phụ tùng đấy ra đó. Thay đồ ra đây nói chuyện. Còn mày sao ơi, hả? Mày sao mà ra đâu nổi đây, hả? Nợ quá, con làm liều quá. Tao nói thiệt đó nha, tao không ngờ tụi bay tác tệ như vậy nha. Tụi bay tác tệ quá. Tao với thằng ba mà không phát hiện kịp á, thì coi như là con lũng cái theo ông theo bà rồi. Đấy, mày thấy chưa? Bây giờ đây nè, tao nói cho tụi bay biết. Tụi bay hư đốn như vậy là bây giờ tính đi nè. Còn mày nữa, mày gả nó cho Đài Loan nha. Nó không chịu cặp mắt nó sưng dù lên như vậy nè, khóc quá trời luôn. Ra nó khóc quá trời quá đất. Ra là cũng may là tao với thằng ba phát hiện kịp, còn không rồi bây giờ mày tính sao đây hả? Nhưng mà tôi hỏi mấy người làm cái trò gì trong nhà tôi đây? Sao dẻo tôi đây hả? Ông sẹp, ông cắt nghĩa thì hai người cắt nghĩa, tại sao có chuyện gì trong nhà này hả? Chuyện là gì? Dạ thưa cậu hai, chuyện là gì? Tại con cờ bạc, con thiếu nợ nhiều quá, con hứa chiều nay con trả mà con chưa có tiền. Con sợ giang hồ luộc con, cái con mới kêu con Lũng là lấy chú rể Đài Loan, mà con Lũng nó sợ trốn mất tiêu rồi, cái con mới nhờ Sáu này làm thế con Lũng. Mà con gì mà kêu con làm Lũng lấy Đài Loan? Thôi, tại tụi bay đua đòi mà bây giờ nó xảy ra cái thảm cảnh như vậy nè, tụi bay thấy chưa? Tao mắc cỡ lắm, ba má tụi bay mất đi, nghe không? Giao lại cho tao, rồi bây giờ có chồng có vợ thì phải lo lắng, cái này không lo, tối ngày cờ bạc tụi bay tính ăn sao được sao? Trời ơi, tao nói càng nói tao càng nhục nhã, bây giờ như vậy là nợ nần chồng chất làm sao đâu. Thôi được rồi, tao về. Kể từ đây về sau tao không nhìn tụi bay nữa. Tao về nghe, mày đừng có nhìn tao mặt tao nữa nghe. Cậu hai, đừng, tao về. Chở ông nội về. Dạ để đưa ông nội về. Ông nội, chờ con. Ôi trời, ông nội, ông vừa lòng chưa? Năm nào tôi cũng cắt ca cắt cũng để danh tin đông tin cắt. Thôi mà. Mà năm nào tôi cũng mắc nợ hết. Thôi mà. Bây giờ tôi giao cái nhà này luôn cho ông. Ông làm sao thì ông làm. Rồi mấy mốt á, ra chuồng heo mà ở. Thôi mà. Cậu hai. Tôi biết lỗi của tôi rồi mà. Thôi mà. Đừng đi mà, ở lại mà. Đừng đi. Cậu hai ơi. Sao ơi. Bỏ đi hết trơn rồi. Trời ơi. Tan nát cửa nhà hết mà. Không phải mình anh tan nát, tôi cũng tan nát. Trời ơi, mình cùng chung số phận rồi. Sao ơi.